Hello những người anh em đam mê audio hoài niệm xưa. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em những cuốn băng cối đặc biệt. Đây, trước mặt anh em nhá. Tuyển chọn nhạc xưa của Chế Linh Thanh Tuyền. Đây, cuốn này cũng khá hay, ngon bổ rẻ cho anh em. Đấy. Cuốn này thì rất hay này, Ngọc Lan Tuấn Vũ này. Và một mặt nữa là Kim Anh, Một Thu Lá Bay. Đấy. Còn cuốn này là album mới của Lệ Sang Người của Phương Phương Thảo thì không nói rồi. Trọn vẹn album mới của Phương Phương Thảo. Cuốn đặc biệt thứ hai là cuốn Thanh Tuyền 2. Thanh Tuyền 2, giờ này anh ở đâu? Bài số 4 này của mặt B rất hay. Giờ này anh ở đâu? Quang trung nắng cháy già người. Đây, cuốn Thanh Tuyền 2 nhá. Anh em chơi cối mà không có Thanh Tuyền thì vứt. Và một mặt nữa là Tuấn Anh Hương Tình Cũ Acoustic, quá tuyệt vời. Còn cuốn này thì tổng hợp 20 bài được yêu thích nhất mặt A dành cho tiếng hát của Thu Hương và Quang Lập rồi. Thu Hương là cháu của Quang Lập này. Và một mặt là Thúy Hà. Từ khi vắng anh phố buồn thêm buồn. Đấy. Rồi anh em nhá, có những cuốn này sẵn cho anh em triển khai. Rồi anh em thích cuốn nào thì anh em lấy. Đấy. Anh em nhá. Cuốn Sơn Ca này hay này, cuốn Sơn Ca 7, Khánh Ly, tiếng hát Khánh Ly, Sơn Ca số 7. Cuốn này thì nhức nhối rồi. Rồi xin cảm ơn.